Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Chào buổi tối của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, được phát trực tiếp vào lúc 18 giờ hàng ngày trên kênh VTC1 và VTC14. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 1 tháng 4 năm 2016. Tôi là Thu Thủy. Và sau đây là những nội dung chính của bản tin ngày hôm nay. Tôi là MC Thanh Mai. 15 năm sau ngày mất của người nhạc sĩ tài danh Trịnh Công Sơn, hôm nay rất nhiều người yêu nhạc đã tìm đến căn nhà nơi ông từng sinh sống để thắp cho ông một nén tâm hương. Phụ nữ không thích bị lừa dối nhưng cũng không thích đàn ông quá thật thà. Vậy đâu là giới hạn để có một lời nói dối không những không đáng ghét mà còn đáng yêu trong mắt phụ nữ? Nhật Bản đối mặt với tình trạng thiếu người trông trẻ sau khi chính phủ tăng giờ làm việc đối với phụ nữ. Được mở đầu với bản tin từ sáng đến tối. Liên quan đến vụ tạt axit hai nữ sinh xảy ra ngày 30 tháng 3 vừa qua thì chiều nay ngày 1 tháng 4, Công an quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt được cả 3 nghi can gồm Nguyễn Đình Thanh Tâm 20 tuổi, Phạm Hoàng Long 19 tuổi và nghi can nữ là Trương Thị Kiều Quyên 21 tuổi. Quyên là người thuê Long với giá 1 triệu để thực hiện hành vi phạm tội và chỉ vì một mâu thuẫn rất nhỏ khi ở trọ trước đó nên Quyên cùng với người yêu là Tâm đã lên kế hoạch tạt axit để dạy cho nạn nhân một bài học. Tạt axit là một trong những hành vi bạo lực đáng lên án trong xã hội ngày hôm nay. Nạn nhân của hành động ấy phải đối mặt với các chấn thương, tổn hại về sức khỏe, thể chất cho lẫn tâm lý và cả tinh thần. Tuy nhiên thì điều đáng nói là tạt axit được bán một cách rất công khai, ai cũng có thể mua và sử dụng vào bất kể mục đích nào mà họ muốn, kể cả làm hại người khác. Chiều ngày hôm nay thì phóng viên của chương trình Chào buổi tối chúng tôi đã thử tìm mua axit tại một số tuyến phố buôn bán hóa chất ở Hà Nội. Phố hàng hòm Hà Nội nơi tập trung rất nhiều các cửa hàng kinh doanh các loại hóa chất. Trong vai một người đi mua hàng, chúng tôi khó có thể tìm thấy cửa hàng bán axit, chỉ với 80.000 là có thể mua được 1 lít axit. Mặc dù nó là loại hóa chất có thể gây bỏng nặng, nhưng với người phụ nữ này chẳng cần hỏi lý do, cứ tiền trao là cháo múc. Công việc này trở nên quá quen thuộc. Các chủ đại lý chuyên cung cấp axit đậm đặc hoặc loãng, nếu ai cần mua số lượng lớn sẽ chuyển hàng miễn phí. Trong khi đó, các đại lý cung cấp axit cũng không cần quan tâm người mua sẽ sử dụng loại axit hóa chất này vào mục đích gì. Và đây là một minh chứng rất rõ cho thấy tác hại của axit. Chỉ sau ít phút khi đổ axit lên thì miếng thịt lợn đã biến đổi như thế này. Không quá khó để hình dung nếu nó được hắt lên cơ thể của ai đó thì mức độ hủy hoại sẽ ghê gớm như thế nào. Vâng thưa quý vị, trên tay tôi chính là chai axit mà phóng viên của chúng tôi đã mua chiều nay tại phố hàng hòm và đã sử dụng nó để thử nghiệm phản ứng với miếng thịt lợn. Bản chất của việc bỏng do axit gây ra hiện tượng phản ứng giữa axit hoạt động hóa mạnh với chất hữu cơ trên cơ thể con người. Thông thường thì sẽ có 3 loại axit vô cơ mạnh thường gây bỏng, đó là axit sulfuric, axit nitric và axit chlorhydric. Đây đều là các axit có tính oxy hóa rất mạnh và nhất là ở nồng độ đậm đặc, nó sẽ gây bỏng và tổn thương nhanh chóng nếu tiếp xúc trực tiếp với chúng ta qua da. Hiện nay thì tại các nước trên thế giới, hiện tượng quản lý bán axit được thực hiện rất nghiêm ngặt. Ai cũng muốn mua phải ghi lại những thông tin, nhân thân, mục đích sử dụng để làm gì. Tuy nhiên thì ở Việt Nam thì chẳng cần phải chứng minh mục đích sử dụng và để lại thông tin cá nhân vẫn có thể dễ dàng mua được axit. Ngoài ra hình phạt cho tội này thì cũng chưa thỏa đáng. Với nhiều nạn nhân bị tạt axit, hiệu quả của nó còn khủng khiếp hơn cả cái chết. Nhưng hành vi tạt axit cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, tùy theo mục tiêu và tỷ lệ thương tật của nạn nhân mà người tạt axit có thể bị phạt tù từ 3 năm cho đến 20 năm hoặc là tù trung thân. Do đó nhiều người kiến nghị nên có tội danh mới với khung hình phạt cao nhất có thể lên tới tử hình cho những kẻ táng tận lương tâm này. Liên quan đến vụ cơm để qua đêm bị chuyển sang màu đỏ tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay xuất hiện một số thông tin cho rằng nguyên nhân có thể là do có người cố ý bỏ nước hạt mùng tơi vào nên cơm mới bị đỏ. Tuy nhiên trao đổi với phóng viên Chào buổi tối, cơ quan điều tra cũng như người đàn ông ăn phải loại cơm này khẳng định không có căn cứ để khẳng định nguyên nhân này. Ông Trần Văn Tê, người mua phải loại gạo nấu cơm chuyển sang màu đỏ cho biết chưa có bất kỳ thông báo nào của cơ quan chức năng đến ông cho rằng do hạt mùng tơi làm cơm đổi màu. Ông cũng khẳng định mình hoàn toàn không ngâm cơm với nước hạt mùng tơi. Việc cơm chuyển màu do ông vô tình nhận thấy và sau đó làm đi làm lại để xác minh. Liên hệ với Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường PC49 Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo đơn vị cho biết vẫn đang tiến hành thực nghiệm lại từ mẫu gạo thu thập được ở quận Bình Chánh xem có thể chuyển màu như phản ánh hay không. Kết quả kiểm định mẫu gạo sẽ có kết quả trong 3 đến 4 ngày nữa nên chưa có cơ sở để nói cơm này được trộn hạt mùng tơi. Được biết, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang tiến hành lấy mẫu kiểm tra sau khi có phản ánh của người dân. Trước đó, ông Tê mua 5 kg gạo tại đại lý gần chợ Bình Chánh với giá mỗi ký 14.000 đồng. Sau đó, ông thấy cơm nấu để qua đêm bị chuyển thành màu đỏ ao. Tuy nhiên, chủ đại lý bán gạo khẳng định nhiều người ăn cùng loại gạo nói trên nhưng không xảy ra hiện tượng bất thường gì. Một nhóm gồm 12 người chuyên bắt cóc trẻ em đã lên tới Đà Lạt vào rạng sáng nay. Người lớn và trẻ em đều phải cẩn thận. Bạn nào có bé nhỏ đi học thì hãy gọi điện thoại ngay cho giáo viên và hiệu trưởng nhà trường. Mình sẽ lập ra một nhóm thanh niên có võ và tập thể hình. Vâng, đó chính là thông tin được đưa trên mạng xã hội Facebook vào ngày 19 tháng 3, khiến cho dư luận, đặc biệt là những người dân sống trên thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, hoang mang và lo lắng. Sau nhiều ngày điều tra thì ngày hôm nay mùng 1 tháng 4, cơ quan chức năng cho biết là đã xác định được người lan truyền thông tin trên và lý do người này tung tin bắt cóc trẻ em khiến tất cả rất bất ngờ. Lần theo địa chỉ Facebook, cơ quan công an đã xác định được người tung tin chưa được kiểm chứng này là Đỗ Vũ Tuấn Anh. Người này còn đề nghị mọi người share thật là nhiệt tình toàn Đà Lạt giúp, và khi phát hiện khả nghi thì gọi trực tiếp vào số điện thoại của mình để thông tin thêm tin cậy. Tuấn Anh còn bịa ra là vừa liên lạc với vài chú và đàn anh bên 113. Thông báo khẩn của Tuấn Anh đã nhận được hàng trăm lượt chia sẻ tại cơ quan công an. Tuấn Anh cho biết mục đích của việc này là nhằm câu like và thu hút nhiều người quan tâm để quảng cáo cho hai phòng tập gym và quán phá lấu đang kinh doanh của mình. Ngoài ra, Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã chính thức bác bỏ thông tin về hai vụ bắt cóc tại địa phương này được lan truyền trên mạng xã hội. Trước đó, những thông tin này khiến các đơn vị giáo dục đã phải ra văn bản cảnh báo về tình trạng bắt cóc trẻ em, đồng thời hướng dẫn các trường và các phụ huynh thực hiện một số biện pháp để đề phòng. Trong ngày cá tháng 4, nếu bạn muốn nói dối ai đó ở xa thì đơn giản chỉ cần một cuộc điện thoại hoặc là một tin nhắn. Thế nhưng việc này lại không thể đối với những người dùng mạng Mobifone vào sáng nay khi sóng điện thoại mất, 3G cũng bị tắt đột ngột ở khu vực Hà Nội và ở miền Trung. Theo ghi nhận của phóng viên chào buổi tối, thời điểm từ 7h30 đến 8h40 sáng mùng 1 tháng 4, tại nhiều khu vực nội thành Hà Nội, thuê bao mobile phone không thể thực hiện cuộc gọi đi và nhắn tin. Khi sử dụng dịch vụ thuê bao lập tức nhận thông báo kết thúc cuộc gọi, khách hàng cũng không thể gọi điện lên tổng đài từ đầu số của mobile phone. Tình trạng này cũng xảy ra tại nhiều địa phương khác như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Sự cố này đã khiến nhiều khách hàng của mobile phone bức xúc bởi công việc của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thậm chí sự cố này khiến nhiều giao dịch kinh tế bị đình trệ, gây thiệt hại không nhỏ. Đại diện Mobifone đã gửi thông cáo báo chí về nguyên nhân gián đoạn kết nối là do nhà mạng tiến hành nâng cấp hệ thống tổng đài phục vụ dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, đồng thời đưa ra lời xin lỗi với khách hàng. Đáng chú ý là đây không phải là lần đầu tiên mạng di động gặp sự cố. Vào cuối tháng 9 năm 2015 thì đã có rất nhiều người dùng Mobifone từng phản ánh tình trạng là sóng mạng chập chờn gây ảnh hưởng đến kết nối. Và trong sự cố sáng nay thì rất nhiều khách hàng đã bày tỏ sự không hài lòng với cách giải thích của Mobifone khi đặt ra câu hỏi là tại sao không tiến hành việc nâng cấp vào một thời gian phù hợp hơn như là ban đêm lại để ảnh hưởng đến mọi người đến như vậy. Vâng, và với sự cố này thì nhiều người đã tranh thủ đề nghị Mobifone tiến hành bổ sung các chương trình khuyến mại. Nhiều người đề nghị nhà mạng đền bù thiệt hại bằng cách bồi thường gấp 10 lần cước phí cho các cuộc gọi tin nhắn không thực hiện được tại thời điểm trên. Tất nhiên đây chỉ là những lời nói đùa cá nhân vào ngày mùng cá tháng 4 thôi. Vì không thực hiện được cuộc gọi thì làm gì mà phát sinh cước phí mà đòi bồi thường gấp 10 lần, đúng không ạ? Hôm nay mùng 1 tháng 4 đúng 15 năm ngày mất của người nhạc sĩ tài danh Trịnh Công Sơn. Ông mất đi nhưng những ca khúc của ông thì vẫn sống mãi và hàng ngày vẫn được người yêu nhạc cả nước yêu thích, lắng nghe và hát theo. Ngày hôm nay như thường lệ, căn nhà riêng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở 47C đường Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh đã mở cửa đón người hâm mộ cũng như bạn bè thân hữu tới thắp hương để tưởng nhớ ông. Sáng sớm, ngôi nhà của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã mở rộng cửa để đón bạn bè thân hữu, khán giả đến thắp nén nhang trong ngày giỗ lần thứ 15 của ông. Không quá ồn ào và vội vã, Từng tốc người đến thắp hương tưởng nhớ nhạc sĩ cũng hòa mình vào không gian chung, nhẹ nhàng và có phần chậm rãi. Có người là bạn bè của nhạc sĩ, có người là fan từ hàng chục năm trước, và cũng có người trẻ chưa một lần diện kiến trực tiếp ông nhưng đã chót yêu nhạc Trịnh. Tất cả dường như bỏ quên sự ồn ào vội vã của cuộc sống bên ngoài để hòa mình vào những giai điệu thân quen. Những tác phẩm âm nhạc trong gia tài nghệ thuật của nhạc sĩ họ Trịnh để lại chưa hề mai một. Ngược lại, tinh thần nhân văn và cúi xuống thật gần của ông vẫn được các thế hệ người làm nghệ thuật đi sau tiếp nối và phát huy. Tại các phòng trà âm nhạc, quán cà phê, giai điệu nhẹ nhàng của Trịnh Công Sơn vẫn ngân nga, dập dìu, ngấm dần, tan chảy trong trái tim mỗi người. Người người vẫn hát nhạc Trịnh, nghe nhạc Trịnh như chẳng hề có chuyện ông đi xa. Âm nhạc của ông vì thế bất tận và bất tử. Không có con số cụ thể về số ca khúc Trịnh Công Sơn đã sáng tác, nhưng người ta ước tính được khoảng 600 ca khúc, với những sáng tác của ông thuộc về nhiều đề tài như nhạc về thân phận con người, nhạc phản chiến, nhạc quê hương, nhạc chính trị, nhạc thiếu nhi. Tuy nhiên, tình yêu vẫn là đề tài lớn nhất trong các tác phẩm của ông. Những bản tình ca của ông thường là những nhạc buồn, có giai điệu nhẹ nhàng, tiết tấu chậm với phần lời đậm chất thơ, mộc mạc và thâm trầm sâu sắc. Ông còn được mệnh danh là người Việt viết tình ca hay nhất. Trong các sáng tác của Trịnh Công Sơn thì có rất nhiều ca khúc, và 15 năm về trước tôi vẫn còn nhớ khi người nhạc sĩ tài ba đất cố đô đã qua đời. Ông ra đi trong ngày nói dối, và có rất nhiều người đã cho rằng đó là lời nói đùa dai cuối cùng của nhạc sĩ họ Trịnh gửi lại nhân gian. Như lời mà ông đã từng nói, cái chết chẳng qua cũng chỉ là một sự đùa cợt sau cuối cùng của sự sống. Một sự kiện đang gây chấn động nước Mỹ khi ba bé gái lớp 1 tại một ngôi trường tiểu học ở bang Alaska, Mỹ đã lên kế hoạch trộn hạt chống ẩm vào bữa trưa của một bạn học cùng lớp nhằm mục đích là đầu độc bạn. Lực lượng cảnh sát tiểu bang Alaska, Mỹ cho biết vụ việc xảy ra tại trường Winterberry Charter ở bang Alaska, Mỹ. Nhóm 3 học sinh này đã lấy gói hạt chống ẩm từ hộp trong rong biển và âm mưu trộn vào bữa trưa của một bạn cùng lớp, vì 3 cô bé này nghĩ rằng loại hạt này có độc và có thể giết người. Tuy nhiên, may mắn là âm mưu này đã bị lộ ra ngoài và các em này đã lập tức báo cáo với các giáo viên. Sau đó, cả 3 em này được xác nhận đây là việc có thật nhưng mới chỉ là âm mưu và chưa kịp tiến hành thì đã bị phát hiện. Ban giám hiệu nhà trường và cảnh sát Alaska cho biết vụ việc chưa để lại hậu quả nghiêm trọng, không có học sinh nào bị truy tố, nhưng 3 học sinh này sẽ phải chịu những hình phạt nhất định từ nhà trường, có thể là đình chỉ học. Trong đời sống hàng ngày, ta thường gặp silica gel trong những gói nhỏ, gói hút ẩm đặt trong lọ thuốc tây, trong gói thực phẩm hay là trong những sản phẩm điện tử. Thực ra thì loại hạt này có độ độc hại tối thiểu và không thể gây ngộ độc. Tuy nhiên, việc ăn những hạt chống ẩm này với số lượng lớn cũng sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, bởi vì nó sẽ hấp thụ tất cả độ ẩm trong miệng, bao gồm như là nước từ nướu, răng và lưỡi, có thể gây ra rất nhiều khó chịu. Khi đó dù bạn có uống bao nhiêu nước thì cũng đã muộn, bởi mỗi hạt silica gel có khả năng hấp thụ tới 40% trọng lượng của nó. Vâng, và hồi năm 2013 thì đã có một bé ở Tiền Giang phải nhập viện vì ăn phải gói hút ẩm trong bánh trung thu. Rất may mắn là bé chỉ bị phỏng độ 2 trong miệng và chỉ cần uống thuốc là khỏi. Tuy nhiên thì các bác sĩ khuyến cáo là nếu bé chẳng may ngậm hoặc ăn phải hạt hút ẩm thì các bậc phụ huynh cần cho bé súc miệng thật nhiều nước sạch, vì có nhiều nước thì hạt sẽ trở nên bão hòa và không còn hút thêm nước nữa. Từ đó thì không tiếp tục làm tổn thương phần niêm mạc của cơ thể. Khi hạt hút ẩm rơi vào mắt thì ngay lập tức là phụ huynh phải rửa mắt cho trẻ bằng nước sạch, rồi sau đó thì nhẹ nhàng lấy hạt hút ẩm ra khỏi mắt bằng bông gòn. Để thúc đẩy nền kinh tế, chính phủ Nhật Bản vừa yêu cầu nữ giới phải đóng góp nhiều hơn nữa trong nhiều ngành nghề của xã hội thay vì chỉ ở nhà chăm sóc con. Tuy nhiên, hiện tại các phụ huynh tại Nhật Bản đang phải vật lộn với một cuộc khó khăn lớn do tình trạng thiếu người trông trẻ. Theo số liệu thống kê, hiện tại ở Nhật Bản có khoảng 117.000 trẻ em đang phải chờ đợi để được xin vào các nhà giữ trẻ. Nhiều phụ huynh cho biết họ đã quá mệt mỏi và nhiều lần xin cho con vào các nhà trẻ để nhanh chóng trở lại với công việc của mình nhưng không được. Nguyên nhân là trong những năm gần đây, chính phủ Nhật Bản đã áp dụng các chính sách yêu cầu tăng vai trò của người phụ nữ trong xã hội thay vì việc họ chỉ ở nhà chăm sóc con cái. Tuy nhiên, trên thực tế, mức lương trung bình hàng tháng của những người trông trẻ ở Nhật Bản lại rất thấp, chỉ ở mức khoảng 2 triệu yên một tháng, tương đương với khoảng 4 triệu đồng tiền Việt Nam. Đó là lý do rất ít người tìm đến công việc này. Do đó, việc tìm kiếm các nhà trẻ lại càng trở nên khó khăn hơn. Thưa quý vị, hôm nay là ngày cá tháng 4, ngày quốc tế nói dối, ngày mà chúng ta có thể nói những lời bông đùa mà nhận được ít sự trách móc, hờn giận nhất. Không ai thích bị người khác nói dối, nhưng mà ngược lại thì trong cuộc sống chắc chắn không ai có thể tự nhận mình là người chưa từng nói dối, đúng không ạ? Vâng, và đặc biệt là trong hôn nhân thì không có chỗ cho sự lừa dối, nhưng vẫn có chỗ cho những lời nói dối. Nếu nói vô thưởng vô phạt, thậm chí là giúp cho gia đình bớt căng thẳng và mâu thuẫn hơn. Phụ nữ thì không thích người đàn ông của mình phản bội và nói một đằng làm một nẻo, nhưng chắc là cũng không ai thích có một người chồng quá thẳng thắn, quá khô khan và không biết nịnh vợ hay là khen vợ, dù cho đó có là lời nói dối đi nữa. Vậy đâu là ranh giới giữa một lời nói dối vô hại với một sự lừa dối? Chị em sẽ phản ứng thế nào khi chồng mình nói dối? Ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm câu hỏi này trong mục chuyện tối nay. Nhưng trước hết mời quý vị và khán giả chúng ta cùng theo dõi clip sau. Ví dụ như chẳng hạn là ông xã thì đang ở nhà, nhưng dối là đi chơi, nhưng mà lúc về thì sẽ bảo là hôm nay em đi thôi, có việc gặp bạn bè, nói với mục đích để cho anh hiểu, chứ không phải là mình nói dối, mình đi chơi với bạn bè là đúng thế nọ thế kia. Đàn ông thì thường thường hay nói dối về một mối quan hệ nào đó chẳng hạn đấy, hoặc là về một cái khía cạnh như tài chính chẳng hạn, công việc. Có nhiều thứ lắm, có thể ví dụ như là muốn đi chơi với bạn bè nhưng mà phải về ăn cơm tối chẳng hạn, đó ví dụ vậy, hoặc là có một buổi đi đá bóng với anh em vào buổi đêm. Chị Thu Thủy này, như vậy là qua clip vừa rồi thì chị thấy là cái việc nói dối dường như đã trở nên khá là quen thuộc, đúng không ạ? Vậy trong cuộc sống thì chị có hay nói dối không, và chị có hay nói từ ví dụ như là không có gì, em vẫn ổn? Tôi có một cô bạn cũng là hot girl và là nhà văn, thì cô có viết một cuốn sách tên là Tạm biệt em ổn, và cuốn sách rất bán rất chạy. Trong cuốn sách đó thì cái câu đầu tiên, câu nhan đề của cuốn sách là ok em ổn, cũng giống như là trong phóng sự vừa rồi quý vị và các bạn vừa xem. Rõ ràng là mỗi chúng ta thì luôn luôn có một cái tư thế phòng vệ, và cái chuyện phòng vệ đó thì làm cho chúng ta một cách vô thức nói một cái câu nào đó, và cái câu mà được nói phổ biến nhất đó là câu là chúng ta lúc nào cũng ổn, mặc dù là chúng ta không ổn lúc nào. Đó là cách để chúng ta cảm thấy là bình ổn hơn, và cảm thấy rằng chúng ta có một cái lớp mà bảo vệ nhất định khi chúng ta gặp vấn đề nào đó trong cuộc sống. Dạ vâng, và trong số những cái lời nói dối mà thi thoảng mà mình có nói ra ấy, thì chị sẽ dành cho bạn bè hay là cho người thân của mình, thậm chí là con cái ấy, thì chị từng nói với ai? Vâng, vừa mới hôm qua thì tôi còn rất là bực tức, bởi vì là con trai tôi đã nói dối, và tôi nói thật là tôi không chịu được lời nói dối. Lời nói dối nó làm cho chúng ta ăn mòn từ bên trong, và những lời nói dối thì quả thực là đối với tôi thì kể cả nói dối một cách nhẹ nhõm hay là vui đùa thì tôi cũng có một phản ứng không thích. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với những sự thật về nói dối qua nghiên cứu của các nhà khoa học ngay sau đây. Theo kết quả của một cuộc nghiên cứu thì tần suất nói dối trung bình của một người là 1,65 lần một ngày. Đàn ông nói dối nhiều nhất 6 lần một ngày. Tần suất nói dối của đàn ông là 2.184 lần một năm và khoảng 126.672 lần trong một đời người. Ngược lại, phụ nữ nói dối nhiều nhất 3 lần một ngày. Như vậy, tần suất nói dối của họ là 1.092 lần một năm và 68.796 lần trong một đời người. Điều này cho thấy tần suất nói dối của đàn ông gấp 2 lần phụ nữ. Tuy nhiên, 80% số người được hỏi thừa nhận phụ nữ nói dối thông minh hơn và chót lọt hơn đàn ông. Câu nói dối phổ biến nhất trên thế giới đó là không có gì, anh hay em vẫn ổn. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, qua nghiên cứu vừa rồi thì cho thấy là đàn ông nói dối nhiều hơn phụ nữ, thế nhưng mà lại nói dối kém hơn phụ nữ. Vậy thì phụ nữ chúng ta sẽ phản ứng như thế nào khi gặp những người đàn ông hay nói dối? Đến trường quay hôm nay chúng tôi đã mời nữ diễn viên Hoàng Yến, và để chị cùng chia sẻ xem là chị em phụ nữ chúng ta nên làm như thế nào để đối phó với cánh đàn ông khi mà họ nói dối. Chị Hoàng Yến thân mến, chị nghĩ sao về những lời nói dối mà được cho là vô thưởng vô phạt của đàn ông? Trước khi trả lời câu hỏi của bạn thì Hoàng Yến xin được gửi lời chào thân thương nhất và gần gũi nhất để chúng ta có thể chia sẻ với nhau được thoải mái hơn tới những khán giả chương trình Chào buổi tối của VTC. Trả lời câu hỏi của Thủy thì Hoàng Yến nghĩ thế này: cuộc sống là cả một nghệ thuật. Các cụ với Hoàng Yến bây giờ thì là đã sống hơn nửa đời người rồi, thì cái câu lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, với cái câu đấy nó có thể đi theo mình suốt cả cuộc đời. Bởi vì sao? Cuộc đời chúng ta phải trải qua những vui, những buồn, những đau, những khổ, những rất là nhiều cái cảm xúc qua những hoàn cảnh khác nhau. Thì cái nghệ thuật sống ở đây rõ ràng là chúng ta nghe cái từ nói dối, nói chung là cái cảm xúc gọi là nó sẽ cái phản ứng nó không tốt. Thế nhưng đúng thực sự là cái nói khéo, nói nó nhẹ nhàng hơn một chút, nó hơi không đúng sự thật một chút thôi, nhưng tôi mang mục đích tốt. Rồi dần dần thì mọi người sẽ biết được là vì là như thế và tôi không nhầm cái gì cả, tôi chỉ muốn bạn vui hơn thôi. Thì Hoàng Yến nghĩ là một chút nào đấy Hoàng Yến cũng đồng cảm với việc đó. Vâng, là một diễn viên có rất nhiều vai diễn, thì ít nhất thì chị cũng từng phải đóng vai, phải vào nhập vai vào những cô gái ví dụ như là điêu chẳng hạn, hay là nói hoặc là lẳng lơ, hoặc là phải nói khác đi sự thật. Chắc hẳn là những cái đoạn hoặc là những cái phân cảnh hoặc những cái vai diễn đó thì chị sẽ phải đầu tư rất là nhiều để tìm hiểu tâm lý của cái người nói dối hoặc là cái người nói sai. Thì chị có nghĩ là có bao giờ trong cuộc sống mình chính vì là mình nhập vai quá mà mình lại sử dụng chính những kỹ năng diễn xuất đó trong cuộc sống hàng ngày không? Hoàng Yến nghĩ là không. Bởi vì là công việc là công việc, còn ngoài đời hai cái đó không bao giờ lẫn lộn với nhau. Bởi vì sao? Khán giả có thể quá quen với Hoàng Yến rất là lẳng lơ này, hoặc là rất là ghê gớm này, rất là đanh đá này. Nhưng đây bây giờ tôi đây các bạn nhìn xem, thực sự Hoàng Yến được rất nhiều khán giả là ô, cái cô này tại sao hiền thế? Hoặc là trông thế này mà sao lại ghê gớm thế? Thì Hoàng Yến nghĩ là với những vai diễn như vậy thì khi vào với mỗi nhân vật thì Hoàng Yến thường đặt mình vào là nhân vật đó và sống với người ta, nhất là khi quay, khi làm thì mình sống với nhân vật đó để mình thể hiện. Thì đúng là gặp phải những cái trường đoạn mà mình phải lẳng lơ này, mình phải nói dối đi sự thật, nó phải nhiều khi nói dối một cách trắng trợn cơ. Thế mình nói dối làm sao để mà thuyết phục được bạn diễn, thuyết phục được nhân vật, thuyết phục được khán giả xem. Cái thế nói chung là cũng khó đấy, nhưng mà nói ra thì có lẽ là tùy từng vai, tùy từng hoàn cảnh và mình có những cái thiên biến vạn hóa khác nhau. Và mình dùng cái từ là nghệ thuật, mình dùng làm sao để cho nó thật là dễ chịu nhất để khán giả có thể cảm nhận được. Thì rõ ràng là một khi mà mình đã, bởi vì mình đã có nghiên cứu và mình đã hóa thân, thì chắc chắn là mình sẽ nắm bắt tâm lý của cái người đang nói dối rất tốt. Thì tôi nghĩ rằng là chị là một người rất là dày dặn kinh nghiệm. Có lần nào mà chị nói dối mà người thân không bao giờ phát hiện, không phát hiện ra được không? Và tức là chị, theo chị thì làm sao để nhận biết có một người là đang nói dối? Theo Hoàng Yến thì mỗi người ở trong cuộc sống chắc chắn sẽ có ít hoặc nhiều lần nói khéo, nói lái đi với mục đích. Thôi mình cũng không, tạm thời là thì chương trình của chúng ta là nói về vấn đề nói dối. Thế nhưng mà cái nói dối để làm sao để vừa lòng, để làm cho những người thân của mình vui tươi, không cảm thấy đau lòng khi sự thật là như thế. Nhưng chắc chắn là đến một lúc nào đấy hợp tình hợp lý tôi vẫn có thể bật mí, hoặc là nghệ thuật nhất để cho biết là lúc đấy bắt buộc tôi phải nói như thế này. Để vì sao? Vì cảm giác của bạn. Thường thì thế này nhá, nếu mà mình hiểu cuộc sống nó nhẹ nhàng hơn một chút, có thể đây là tư duy của Hoàng Yến thôi. Mình sống vì cảm xúc của mọi người, mình cũng muốn là người này được vui hơn khi nghe những cái lời nó dễ chịu hơn. Mình không có nhằm mục đích có lợi gì cho riêng mình, hoặc là lợi dụng ai để trả đạp ai hay như thế nào cả. Có rất nhiều người khi biết là bị nói dối sẽ bị tổn thương, nhưng có những trường hợp khi biết là được nói dối thì lại sẽ thấy vui. Vì là cái người nói dối người ta biết nghĩ cho cảm xúc của mình. Vậy theo chị thì đâu là giới hạn? Khi nào thì chúng ta phân biệt được, làm sao để chúng ta phân biệt được những lời nói dối vô thưởng vô phạt và thậm chí là có lợi, và những lời nói dối thì làm tổn hại, làm tổn thương người khác? Hoàng Yến nghĩ là cả Hoàng Yến lẫn Thu Thủy đều không thể đánh giá được cái đâu là cái hạn mức đấy. Vì bởi chỉ có người ở trong hoàn cảnh đó, trong những hoàn cảnh xảy ra thì người ta mới tự biết cụ thể là như thế nào. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, tôi nghĩ là không phải tùy vào tính cách hay là quan điểm, sự tin tưởng dành cho nhau của mỗi cặp vợ chồng sẽ xác định được đâu là những lời nói dối vô hại và đâu là nói dối có hại. Vậy vấn đề tiếp theo là nếu bạn phát hiện ra lời nói dối thì bạn sẽ phản ứng như thế nào? Mời quý vị và các bạn theo dõi clip sau. Nói dối mà trong cuộc sống tất cả mọi người đều có lúc phải nói dối, và nói dối để phụ nữ mình cảm thấy là vui mà hạnh phúc nữa thì là được. Nói dối đôi khi cũng không phải là xấu đâu. Nếu mà nói dối đó nó không nguy hại đến ai đấy, hoặc là không ảnh hưởng đến vấn đề đó, mình nghĩ là không phải là xấu. Đâu phải tất cả là nói dối là xấu đâu. Ví dụ như nói dối mà không có ảnh hưởng gì đến mình hoặc đến người khác thì mình có thể chấp nhận được, không sao hết. Thì mình nghĩ là mình nên tìm hiểu xem tại sao họ lại đưa ra lời nói đó và nên nghĩ là hiểu cho họ một chút. Vâng, chị Hoàng Yến thân mến, bây giờ chúng ta sẽ hỏi đến một cái phần nhạy cảm hơn. Đó là khi người bạn đời của mình nói dối. Theo chị thì đàn ông nói dối có qua được cửa ải của chị em không? Bởi vì là theo như một cái nghiên cứu chúng ta vừa mới xem thì rõ ràng là đàn ông họ nói dối không bằng chị em phụ nữ chúng ta. Vậy làm sao để, cách nào để chúng ta nhận ra và bắt thóp được khi mà người bạn đời của mình nói dối? Xin chia sẻ một cái chuyện rất là thật với Hoàng Yến thôi. Chuyện xảy ra cách đây cũng không lâu lắm. Thì Hoàng Yến với chồng cũng có một cái xích mích, rồi từ cũng là chuyện nói dối hay là nói không thật. Thì khi đó ấy, thì Hoàng Yến có nói là hàng đêm em nằm bên cạnh anh và trái tim em đập bên tim anh. Phụ nữ chúng ta sống là yêu thương và dâng hiến. Nói đến đây thôi cảm xúc Hoàng Yến cũng đã dâng trào lên rồi. Tất nhiên chúng ta là phụ nữ, chúng ta sống là yêu thương và để dâng hiến, cho nên chúng ta sống chân thành. Tất nhiên Hoàng Yến không nói là đàn ông không chân thành, đều phải thương yêu nhau, trân quý nhau thì mình có thể làm vợ làm chồng ở bên cạnh nhau. Thế nhưng cái sự nhạy cảm của người phụ nữ chắc chắn là phải hơn đàn ông vì chúng ta là dâng hiến. Đấy là tư duy của Hoàng Yến. Trái tim mình đập bên cạnh nhau, hàng ngày mình sống với nhau, ánh mắt, nụ cười, cảm xúc trao nhau thì người phụ nữ nhạy cảm lắm. Và chắc chắn là người đàn ông ấy có khéo đến mấy cũng vẫn trở nên vụng về trước mỗi chúng ta. Vâng, tôi chia sẻ là chúng ta phụ nữ bao giờ cũng rất nhạy cảm. Và trong tình yêu thì chúng ta thường là dành chọn con tim hơn. Và chúng ta thường đặt lý trí sang một bên. Và chính vì vậy cho nên nhiều khi là chúng ta cũng sẽ chịu thiệt thòi hơn. Thế phản ứng của chị thế nào khi chị phát hiện ra một người đàn ông của mình, người chồng của mình nói dối? Cũng xin chia sẻ một chút với các bà vợ, với các người mẹ. Là với Hoàng Yến thì đã từng có trường hợp xảy ra là Hoàng Yến biết chồng mình nói dối. Nhưng mình nghĩ cái này nó gọi là nghệ thuật sống này. Nếu như anh ấy biết thì nó sẽ là một cái cảm xúc nó sẽ không tốt. Và tự nhiên hai vợ chồng trở nên có một cái khoảng cách không nên có. Mình không nói cho anh là mình biết, nhưng vô tình một lúc nào đấy, một thời gian sau thôi, một vài ngày sau, gặp một trường hợp nào đấy mình bảo ôi nếu mà vợ mà bị như này chắc là vợ không chịu nổi đâu. Ví dụ đúng không? Đấy, ví dụ nếu mà vợ thấy chắc vợ không chịu nổi, nhưng mà chắc là chồng sẽ chẳng bao giờ như thế với vợ đâu. Thì có nghĩa là việc xảy ra đã xảy ra rồi, chúng ta đâu có thể thay đổi được đâu. Nhưng chắc chắn là cái chuyện như thế xảy ra thì chúng ta sẽ hạn chế hơn rất nhiều. Và người chồng, nếu bạn nào còn tinh tế hơn nữa, nghệ thuật hơn nữa, có thể một thời gian sau đấy lại cho chồng biết là thực ra em biết đấy, nhưng lúc đấy em không nói để anh khó xử. Tôi nghĩ là cuộc sống mà chúng ta cứ trân quý nhau, trân quý từng cảm xúc của nhau thì sẽ nâng niu hơn nhau rất nhiều. Và người chồng người ta cứ nói, đàn ông cứ nói là phụ nữ chúng ta nhiều chuyện. Không nha, chúng tôi không nhiều chuyện. Mà thực ra là có nhiều người bất lực quá, nhiều người phụ nữ vất vả quá, nhiều việc không tên vì gia đình, vì chồng con rồi. Cho nên người ta hay bị câu hỏi là tại sao tôi như thế này mà tôi vẫn phải bị anh đối xử với tôi như thế này. Với Hoàng Yến không bao giờ có từ tại sao. Không bao giờ có từ tại sao các bạn ạ. Bởi vì sao? Vì nó là như thế rồi thì việc của mình là gì? Phải nghĩ cách nào khác để nó không như thế nữa. Vậy là tôi nghĩ rằng là cái quan điểm của chị là lạt mềm buộc chặt. Và đúng là trong cuộc sống, nhất đặc biệt phụ nữ thì chúng ta là yếu tố mềm, cho nên cái gọi là ứng nhân, đối nhân xử thế, và đặc biệt là đối nhân xử thế với cái người bên cạnh mình rất là quan trọng. Một câu hỏi cuối, chị có lời khuyên nào cho chị em trong việc là biết cách nhận biết và ứng phó với chuyện đàn ông nói dối? Cái này thì khó nha. Nếu mà hỏi từ Hoàng Yến ra là Hoàng Yến thế nào với Hoàng Yến thì còn được. Bởi vì là chúng ta, cuộc sống này muôn màu muôn vẻ, và mỗi người yêu nhau ở một hoàn cảnh, mỗi gia đình ở một cuộc sống khác nhau. Nhưng mà thực ra với Hoàng Yến thế này, Hoàng Yến đã có từng trả lời với báo: tôi sống chân thành, tôi sống thật. Chính vì vậy, tôi cảm nhận được tất cả mọi sự thật bằng sự chân thành của tôi. Cái sự nhạy cảm do sự chân thành nó sẽ lớn hơn rất nhiều. không toan tính. Bởi vì cuộc đời này chúng ta thừa biết có toan tính cũng sẽ không được gì nếu số phận chúng ta không tích cực để được có cái đấy. Thì chúng ta cứ sống chân thành, sống hết mình, sống cho ngày mai thật tốt và thật đẹp hơn. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ hết sức thú vị và chân thành của diễn viên Hoàng Yến. Quý vị và các bạn thân mến, lời nói dối giống như là gia vị trong cuộc sống vậy. Đó là thứ gia vị mạnh như là hạ tiêu, ớt, mù tạt. Người ta không thể sử dụng chúng bừa bãi mà cần có chọn lọc. Và bao giờ cũng vậy, phụ nữ, những người có sẵn sự nhạy cảm của giới mà ông trời ban tặng, khả năng nấu nướng thường là thiên bẩm. Họ sẽ sử dụng lời nói dối và khám phá, phát hiện ra nó một cách tài tình vô cùng. Bởi vậy, những người đàn ông hãy cẩn thận khi bạn đang định nói dối một người phụ nữ. Xin cảm ơn diễn viên Hoàng Yến qua câu chuyện chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Chào buổi tối của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một buổi tối nhiều niềm vui.